Rồi, ok, xin chào bạn nhá. Trong cái video mà comment spam về cái bài viết ấy, trong nhóm thì mình đã chia sẻ bạn về cách làm thế nào mà chúng ta đã có thể comment spam được trong những cái nội dung mà tin nhắn nó chứa dạng là content kèm theo dạng là hình ảnh như thế này đúng không ạ? Trong phần số 18. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay vì mình comment ở trong cái group bài viết page bất kỳ thì bây giờ sẽ comment trên cái new feed đúng không ạ? Thì nội dung này thì bạn sẽ lấy ở trong cái phần 18 lại giúp mình. Ok chưa? Cái phần này mình không có nhắc lại nữa. Thì bây giờ new feed như thế nào? Có nghĩa là mình bây giờ mình lướt như thế này. Có nghĩa là bài viết nào nó mới đúng không ạ? Nó có tương tác thì chúng ta sẽ comment spam để cái độ hiệu quả nó cao hơn. Đó, ok chưa? Bây giờ các bạn sẽ truy cập vào trong cái máy tính của mình, cái phần mà máy tính gọi chú tun đấy. Thì bạn sẽ quay cái phần gọi là cấu hình tương tác. Ok chưa? Cấu hình tương tác ở đây. Rồi, các bạn chọn là cái phần quản lý kịch bản. Ở trong phần quản lý kịch bản thì các bạn tiếp tục tạo cho mình một cái phần kịch bản mới ở trong phần danh sách kịch bản. Có tên là comment new feed đi. Comment spam new feed. Ok chưa? Spam new feed. Đó, mình không biết chuẩn đâu. Không biết phải thế không? Cứ kệ nó đi. Rồi, thêm hành động. New feed đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Rồi các bạn nhấn vào trong mình là phần spam new feed. Ok chưa? Thì spam new feed ở đây là cái số bài viết thì thông thường thì tùy cái nhu cầu của bạn, thông thường mình chỉ để 5 thôi. Bây giờ nhiều quá nó bị hạn chế nick. Bày tỏ cảm xúc thì thông thường thì mình nghĩ là không nên bày tỏ cảm xúc. Tại vì sao? Vì khi mà bạn sử bày tỏ cảm xúc thì cái tỷ lệ checkpoint của nick nó cao hơn và hạn chế rất là nhiều, thì tốt nhất là mình không nên. Còn nếu như có thì bạn chỉ cần để tầm vài cái thôi là được. Ok chưa? Ở trong demo mình để luôn cho các bạn. Ở trong cái phần bình luận văn bản ấy thì bây giờ mình sẽ copy lại cái phần là spam này. Đây, mình có cái này rồi, đúng không? Mình có cái nội dung này rồi, mình copy luôn cho nhanh. Tạo ra một cái note mới đi. Đó, ok chưa? Đây là cái nội dung mà mình có. Rồi cái đấy thì mình sẽ để ở dưới video, bạn nào thích thì bạn có thể lấy, bạn học hỏi để thay thế nội dung tương tự của bạn. Ok chưa? Đó, mình chọn lại spam new feed. Rồi, mình bày tỏ cảm xúc này. Bài viết mình để là 5. Đấy. Nói chung là bạn đã xem qua video mà spam bài viết số 18 thì bây giờ bạn làm đấy rất là đơn giản đúng không? Mình chỉ là thay vì cái vị trí thôi, còn nội dung thì vẫn giữ nguyên. Đó, nội dung mình sẽ chọn là nội dung có nhiều dòng, bình luận ảnh thì mình sẽ cho folder ảnh không chứa dấu vào, đúng không ạ? Bạn nào xem video của mình nhiều thì dường như cái này là mình đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi mình chọn thêm, ok, như vậy là xong. Đấy, thì phần này khá là đơn giản. Rồi mình chọn ít đi. Bạn nhớ lưu ý giúp mình là nhớ kỹ phần chọn kịch bản này thì mình phải để ý cái phần là comment spam new feed này. Một cái dạng nhớ kích vào đây lại thì nó mới chạy cái kịch bản này, không là sẽ chạy kịch bản cũ. Gây dạng đó, mình chọn lưu và ok. Bây giờ mình sẽ nhấn vào lần cuối tương tác để mình chạy những con mà nó chưa được chạy thì ok hơn. Giờ mình chọn lưu này. Đấy, thì nếu bây giờ sẽ tiến hành là 24 device đó, và login vào thì một con viewer sẽ tương ứng với lại một cái thiết bị sẽ tương ứng với một cái thiết bị điện thoại, và bên cạnh đó thì bên mình cũng gắn luôn là một con proxy luôn. Ok chưa? Một viewer với một thông tin điện thoại và với một proxy. Ok chưa? Đấy, thì các bạn thấy vừa nuôi trên môi trường điện thoại mà chúng ta vừa comment như người thật đúng không đó, thì làm sao có độ chất, đương nhiên nó sẽ hiệu quả hơn cái bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ thực hiện là mình show bạn tầm vài con đi. Ok chưa? Show bạn tầm vài con cho nó cắt quay. Bây giờ mình vừa đang quay màn hình, mình lại vừa đang show screen. Show nhiều quá mình đơ máy. Trải nghiệm bạn xem nó không mượt lắm. Mình show để cho các bạn, mục đích là để cho bạn hiểu được cách vận hành nó ra sao thôi. Đó, ok chưa? Đấy, thì nó sẽ lướt một vòng này, bạn để ý. Ở đây new feed thì nó rất là nhiều, một là group này đúng không ạ, hai là về page hoặc là về bài viết của profile. Nói chung là ai đăng bài lên thì nó sẽ comment bài viết nào mới hiển thị trên new feed nó sẽ đăng. Thì đương nhiên khi mà các bạn chạy cái này ấy, thì chúng ta cần phải có một là cái số lượng clone cực nhiều, tầm vài nghìn là ít nhất đến vài vạn. Ok chưa? Cái thứ hai, để trong nhiều trường hợp mà nó bị hạn chế như thế này thì có cho nó nghỉ đúng không ạ? Tại vì cái này mình đang quay video thì nó thực hiện lặp đi lặp lại hành động, nó bị hạn chế là đúng không ạ? Nó không bị hạn chế thì mới lạ.
Đó, thì bây giờ các bạn lưu ý là dựa vào một là số số clone, cái thứ hai là dựa vào cái số 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 điện thoại ấy, thì nó sẽ thực hiện cái hành động nó nhanh hay chậm, ok chưa? Đó, thì tùy vào nhu cầu cái thị trường, cái khả năng muốn đẩy thị trường của bạn như thế nào thì bạn setup, ok chưa? Muốn điều hướng cái new feed thì các bạn sẽ tùy vào, thứ nhất là phải kết bạn theo UID và cho nó like một số page mẫu thì mới đề xuất ra những cái page tương tự của những cái đối với profile cá nhân thế, ok chưa? Cái này là kinh nghiệm thì các bạn phải nên gọi là tạo ra những cái con viewer, những con clone mà nó có thể bạn bè theo UID của mình để mình kết bạn theo tệp và bắt đầu mình múc cái đấy là hợp lý hơn. Đó. Ok chưa? Đấy, sau khi mà thực hiện xong thì bắt đầu là nó tiến hành là gì ạ? Nó tiến hành là nó sẽ bắt up dữ liệu, chất thông tin, bắt up dữ liệu và chuyển sang nick mới. Đấy, cơ bản như vậy là xong. Ok chưa? Đó, bạn xem này. Đó, một đấy nó tiến hành tuần tự như vậy. Mình càng có nhiều nick, mình càng có nhiều cái điện thoại thì số lượng comment của mình càng nhiều và tốc độ càng nhanh, ok ạ? Đó, thì bạn nào mà trong video ngày hôm nay bạn em có nhu cầu build bốc môn full frame hoặc là bạn muốn được hỗ trợ setup cái quy trình thì có thể xem lại cái video mà chi phí mà build bốc phone ấy ở trong cái trở thành spammer video số 12 mình đã nói về phần đấy rồi, ok chưa? Đó, anh em mà xem mà ok muốn build bộ dàn này anh em chỉ chuẩn bị tiền thì eBay cho mình rồi mình sẽ luôn từ A đến Z cho nó nhanh để mất thời gian của đôi bên, ok ạ? Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.